Hôm trước anh em mình đã cho các bạn thấy cái cảnh đi bắt tổ ong ban đêm phải nói là quá cồng kềnh vì cái sự chuẩn bị không được chu đáo của ông anh và đứa em mình. Nhưng có một điều đặc biệt đó là hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy trên cây điều của nhà mình thì chẳng những có cái tổ ong đó mà còn thêm một tổ thứ hai. Cái tổ này nó nằm cách mặt đất khoảng 10 mét, rất là cao, nằm trên ngọn, cho nên là không biết cách nào để bắt. Và cái điều trước tiên hôm nay Ngô Đào sẽ cho một cái camera lên tặng cái ổ ong đó để cho các bạn thấy cái cảnh các con ong vò vẽ đang làm việc như thế nào và cái tổ ong nó to ra sao. Vì là mình không làm chủ được cái camera cho nên có thể hình ảnh là nó không được trọn vẹn, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ thấy được rất rất nhiều những con ong vò vẽ, cái loại ong vô cùng hung dữ ngày xưa đánh giặc, nó hoạt động cái ổ như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn ra cái cây điều hôm trước vào ban ngày để các bạn thấy cây điều này là một cái điều rất là to, đấy, cạnh bên một cái nhà yến của hàng xóm. Và Ngô Đào sẽ cho camera bay lên để cho các bạn xem cái tổ ong nó vĩ đại và các tổ ong nó hoạt động như thế nào. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, đây là cái nhà yến ở sát nhà mình cho nên là cái âm thanh tiếng chim nó hơi bị ồn nha. Còn đây các bạn xem nè, đây là cây điều của nhà mình, phía sau nhà mình luôn đây. Và trước mặt các bạn đây là cái ổ ong mà anh em mình đã bắt hôm trước đây. Cháy lá điều và dưới đất là còn hai cái cây, hai cây mà đêm hôm trước anh em mình đến khều để mà bắt đây. Ong đang quay lãng vãng rất nhiều chứ mình không dám vào đây. Và các bạn còn thấy một cái đùi dẻ đang rất bên dưới này, đây đùi dẻ đang đen đấy, thậm chí là sáp ong rất bên dưới, những cái lá điều đang bị cháy ở phía trên. Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ đấy, ong đang bay phía trước. Bây giờ Ngô Đào sẽ cho các bạn thấy một con ong rất là to luôn, nó nằm ở giữa cái thân cây điều này. Đây là cây điều rất là to, gốc rất là lớn, các bạn bạn thấy gốc cây điều này. Mình sẽ vào bên trong để cho các bạn xem, bởi vì ong nó đang bay lãng vãng ở dưới. Và mình sẽ chuyển camera này lên phía trên cao để các bạn thấy cái ổ ong vĩ đại phía trên, nó rất khủng luôn, to bằng cái nón vậy. Đây các bạn này, các bạn thấy cái gốc cây điều rất là to, rất là to luôn. Đây, cành lá xum xuê. Bây giờ các bạn xem cái vị trí tụi ông nó nằm treo leo này, vị trí tụi ông nằm treo leo nha, ở phía trên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, vị trí tụi ông đang nằm treo leo đó, nằm trên đầu các bạn. Các bạn thấy không? Rất là to luôn. Bây giờ Ngô Đào sẽ tìm cách đưa cái camera lên để cho các bạn thấy cái tổ ong khủng này. Có thể nó to hơn cái nón. Nó cách cái tổ ong mà anh em mình đốt hôm trước là khoảng cách cũng gần thôi. Tổ ong hôm trước là nằm bên này. Bên này. Thì cái nhánh này. Còn tổ ong này thì nó lại nằm trên cao này. Thấy các bạn thấy nó lơ lửng như đó. Bây giờ Ngô Đào sẽ đưa camera lên nha. Sẽ tìm cách đưa camera lên cho các bạn xem tổ ong khủng này. Và quan trọng là làm sao quay được những con ong nó đang bay trên đó. Thì Ngô Đào sẽ tìm cách. Camera đang bay lên. Bay lên, bay lên. Bay lên cho tới được ong luôn. Thank you.
Quá đỉnh luôn, quá to và cái nón trong bộ cái hàng con. Khoảng mấy chục con bên ngoài á. Bên trong ổ thì tôi không tính được. Tùy của ông ấy di chuyển cái đó và nó đang làm tổ, xây dựng cái tổ đó. Thấy rõ ràng cảnh nó làm, từng con làm được. Ra là nó bu luôn rồi.
sát luôn. Cái này là ngay cái miệng nó luôn, ngay cái miệng nó bay vôi ra luôn. Nếu mà cái miệng nó bay vôi ra là phải cả ngàn con chứ. Yeah.